Xin chào các bạn. Nhìn vào bản đồ khu vực Caribe, chúng ta có thể thấy sự khác biệt giữa phía Tây và phía Đông của đảo Hispaniola rộng 76.192 km2, với một bên là những đồi chọc, còn một bên được phủ đầy cây xanh. Nửa phía Tây chính là Haiti, quốc gia nói tiếng Pháp với tổng diện tích là 27.750 km2 và dân số năm 2023 là 12,23 triệu người. Còn nửa phía Đông là Cộng hòa Dominica, một đất nước dùng tiếng Tây Ban Nha. Dù cả hai cùng nằm trên một hòn đảo, nhưng Haiti chỉ có GDP vào năm 2023 là 25,99 tỷ đô la và GDP bình quân đầu người là 2.125 đô la, đồng thời là quốc gia nghèo nhất Tây Bán Cầu. Trong khi Cộng hòa Dominica có dân số cũng khoảng 11 triệu người, thế nhưng họ lại có một nền kinh tế lớn gấp 5 lần, khi mà GDP trong năm này là 120,63 tỷ đô la và GDP bình quân đầu người là 11.253 đô la. Vậy tại sao cùng nằm trên một hòn đảo mà Haiti lại nghèo hơn nhiều so với Dominica? Trong video hôm nay, các bạn hãy cùng 5 phút thôi tìm hiểu về chủ đề này nha! Hòn ngọc Antilles thuộc địa giá trị nhất của Pháp. Khi Christopher Columbus khám phá ra châu Mỹ vào năm 1492, ông đã không đặt chân lên lục địa mà là một hòn đảo được đặt tên là Hispaniola. Sau đó, hòn đảo này đã trở thành thuộc địa của Tây Ban Nha với tên gọi là Santo Domingo. Tới năm 1659, người Pháp đã chiếm được khu vực phía tây hòn đảo và gọi nó là Saint Domingue, mà sau này chính là đất nước Haiti. Đây cũng là một thuộc địa thịnh vượng nhất của Tây Ấn và được biết đến với biệt danh Hòn Ngọc của Antilles. Nền kinh tế của Saint Domingue lúc này tập trung vào các đồn điền nông nghiệp dựa trên nô lệ với các sản phẩm quan trọng là mía đường và cà phê. Đây cũng là một cảng quan trọng, nơi hàng hóa và sản phẩm đi từ Pháp và châu Âu tới châu Mỹ. Đến những năm 1780, Saint Domingue đã sản xuất khoảng 40% tổng lượng đường và 60% tổng lượng cà phê tiêu thụ ở châu Âu. Và trong năm 1789, thuộc địa này đã cung cấp một nửa lượng đường và cà phê được tiêu thụ ở châu Âu và châu Mỹ, nhiều hơn tất cả các thuộc địa của Anh ở vùng Caribe cộng lại. Nhờ đó, Saint Domingue tạo ra doanh thu khổng lồ cho chính phủ Pháp và tăng cường sức mạnh kinh tế của nước này. Thậm chí sinh kế của 1 triệu người, trong số khoảng 25 triệu người sống ở Pháp vào năm 1789, đều phụ thuộc trực tiếp vào nhập khẩu nông sản từ Saint Domingue và hàng triệu người khác đã gián tiếp phụ thuộc vào thương mại thuộc địa này để duy trì mức sống của họ. Cảng Bóc Đô tại Pháp cũng đã phát triển thịnh vượng nhờ trao đổi với Saint Domingue. Mỗi năm có tới 600 tàu hàng qua lại giữa chính quốc và thuộc địa, khiến cho số lượng hàng hóa trao đổi cao gần bằng tổng số trao đổi giữa 13 thuộc địa Bắc Mỹ và Đế quốc Anh. Tuy mang lại sự giàu có cho người Pháp, nhưng hòn ngọc của Antilles lại là địa ngục trần gian đối với các nô lệ đến từ châu Phi. Vào thập niên 1780, Saint Domingue chiếm đến 1/3 toàn bộ hoạt động buôn bán nô lệ ở Đại Tây Dương. Từ năm 1764 đến năm 1771, số lượng nô lệ nhập khẩu trung bình dao động từ 10.000 cho đến 15.000 người, đến năm 1786 là khoảng 28.000 người, và từ năm 1787 trở đi, thuộc địa này tiếp tục nhận hơn 40.000 nô lệ Tây Phi mỗi năm. Sở dĩ người Pháp phải đem nhiều nô lệ tới như vậy là vì ở đây mỗi năm có tới 10.000 cho đến 20.000 người chết do bệnh sốt rét và sốt vàng da. Có lúc tỷ lệ tử vong của nô lệ trong năm đầu tiên lên đảo lên tới 50%. Thay vì cung cấp đầy đủ thức ăn và chỗ ở, thì những người chủ đồn điền da trắng tính toán rằng tốt hơn là ép họ làm việc thật chăm chỉ và cung cấp cho họ điều kiện sống tối thiểu, vì dù sao thì họ cũng có thể sẽ chết vì bệnh sốt vàng da. Chính sự áp bức của các chủ nô đã khiến cho hàng nghìn nô lệ bỏ trốn và sau đó trở thành những người tự do. Mặc dù cũng đã có nhiều người đứng lên phản kháng, nhưng đa số đều bị đàn áp một cách dã man. Cụ thể thì theo thống kê vào năm 1789, dân số của Saint Domingue vào khoảng 520.000 người, trong đó 40.000 người là người da trắng, 28.000 người là người da đen và người lai tự do. Thế nhưng có đến 452.000 người là nô lệ da đen. Dù chỉ chiếm chưa đến 8% dân số, nhưng người da trắng lại nắm hầu hết đất đai và của cải. Điều này khiến cho mâu thuẫn ở hòn ngọc của Antilles trở nên ngày càng nghiêm trọng và chỉ chờ đến lúc bùng nổ. Vì tình hình đó, bá tước Mirabeau là Honor Gabriel Rigetti đã cảnh báo người da trắng ở Saint Domingue là họ đang ngủ dưới chân ngọn núi lửa Vesuvius. Đây là ngọn lửa đã phun trào vào năm 79 và phá hủy thành phố Pompeii của La Mã. Cách mạng Haiti, cuộc nổi dậy của những người nô lệ. Vào năm 1789, cách mạng Pháp bùng nổ. Trong khi mẫu quốc rơi vào hỗn loạn, thì tình hình tại thuộc địa Saint Domingue cũng không khả quan hơn là bao, với sự bùng nổ của cách mạng Haiti vào tháng 8 năm 1791. Với số lượng hoàn toàn áp đảo, những người nô lệ da đen đã đứng lên chống lại các chủ nô và tập hợp thành một lực lượng lên tới 100.000 người.
Chỉ trong 2 tháng, quân nổi dậy đã giết chết 4.000 người da trắng và phá hủy 900 đồn điền. Tới đầu năm 1792, Pháp cử 6.000 viện binh từ chính quốc, đồng thời thực thi chính sách vừa phân hóa vừa đàn áp. Họ không chỉ trao quyền dân sự và chính trị cho những người da màu tự do, mà họ còn chấp nhận bãi bỏ chế độ nô lệ ở các tỉnh phía Bắc. Trong khi đó, họ tập trung lực lượng để đàn áp phong trào của những người nô lệ phía Nam. Đúng vào lúc này, người Anh cũng tham chiến. Một mặt, họ lo sợ phong trào giải phóng nô lệ sẽ lan rộng, sẽ làm ảnh hưởng đến lợi ích của đế quốc Anh tại Caribe. Mặt khác, họ nhận thấy việc chiếm được thuộc địa quý giá này là một món hời lớn cho bất kỳ ai. Ở phía Đông, người Tây Ban Nha cũng tham chiến. Tuy nhiên tại châu Âu, họ đã bại trận trước người Pháp, nên sau đó phải nhường lại Santo Domingo cho đế quốc láng giềng vào năm 1795. Cũng trong năm này, Pháp tuyên bố bãi bỏ chế độ nô lệ, dẫn đến việc nhiều người chuyển sang ủng hộ Pháp, trong khi quân Anh bị bệnh sốt vàng da hành hạ, và cuối cùng thì họ rút lui khỏi hòn đảo vào năm 1798. Vào lúc này, những người nô lệ da đen đã có quyền tự do, còn Santo Domingo vẫn là lãnh thổ của Pháp trên danh nghĩa. Tới năm 1799, Napoleon lên nắm quyền ở Pháp và đòi tái lập chế độ nô lệ cũng như chấm dứt quyền tự trị của Santo Domingo. Sau đó 2 năm, 30.000 quân Pháp đã đổ bộ lên hòn đảo này. Dù chỉ có 16.000 quân và được trang bị kém hơn, nhưng những người da đen lại có một đồng minh cực mạnh, đó chính là bệnh sốt vàng da. Tới năm 1804, do tình hình chiến sự ở châu Âu mà Napoleon phải từ bỏ tham vọng đối với Santo Domingo, nhưng họ vẫn giữ được khu vực phía đông của đảo Hispaniola. Do đó, đế quốc Haiti đã được thành lập với người đứng đầu là hoàng đế John Jacques de Salins. Nhưng chỉ 2 năm sau, ông đã bị ám sát bởi Henry Christopher và Alexandre Pétion. Tuy nhiên sau đó, hai người này lại quay đầu sang đấu đá nhau và chia đất nước Haiti ra làm hai, với miền Bắc thuộc về Henry Christopher, còn miền Nam là của Alexandre Pétion. Trong khi ở phía Đông, Tây Ban Nha đã giành lại được Santo Domingo từ tay của người Pháp vào năm 1809. Mãi đến năm 1820, John Pierre Boyer đã đem quân từ phía Nam Haiti tấn công lên phía Bắc và thống nhất khu vực phía Tây của đảo Hispaniola. Sau đó một năm, Santo Domingo giành được độc lập từ tay Tây Ban Nha. Nhưng đứng trước nguy cơ tiếp tục bị xâm lược bởi Pháp và Tây Ban Nha, thì các lãnh đạo của hai nước đã hợp nhất hai nửa hòn đảo lại thành một vào năm 1822. Khoản nợ thế kỷ, cách người Pháp tống tiền Haiti. Sau khi giành được độc lập, Haiti đối mặt với tình trạng bị cô lập. Đó là vì quốc gia này được lập ra bởi những người nô lệ da đen. Việc công nhận nhà nước Haiti có thể khiến cho phong trào giải phóng nô lệ lan rộng ra khắp châu Mỹ. Vì vậy Hoa Kỳ đã tìm cách cô lập quốc đảo này trên trường quốc tế. Trong khi người Anh cũng không mấy mặn mà với việc ủng hộ quốc đảo nhỏ bé này, còn người Pháp thì chỉ lăm le chiếm lại thuộc địa của mình. Và để đối phó với tình thế bất lợi, Tổng thống Haiti là John Pierre Boyer đã cử hai phái viên đến Paris vào năm 1823 để đàm phán các điều khoản với vua Pháp là Charles X. Họ đề xuất sẽ miễn tất cả thuế nhập khẩu trong 5 năm đối với các sản phẩm của Pháp, sau đó sẽ giảm một nửa vào cuối thời hạn. Tuy nhiên thì Paris đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị này. Để uy hiếp Haiti, người Pháp đã điều 14 tàu chiến được trang bị 528 khẩu pháo. Đồng thời, họ yêu cầu Haiti phải bồi thường 150 triệu franc trong vòng 5 năm, cao gấp 30 lần tiền ngân sách hàng năm của nước này để công nhận nền độc lập của Haiti. Ngoài ra, nước này còn bị giảm 50% thuế nhập khẩu cho hàng hóa Pháp. Bị ép buộc phải vay 30 triệu franc từ các ngân hàng tại Pháp để thực hiện khoản thanh toán đầu tiên, nên không có gì ngạc nhiên khi chính phủ Haiti tuyên bố vỡ nợ ngay sau đó. Tuy nhiên, người Pháp lại tiếp tục sử dụng ngoại giao pháo hạm, khi đã cử 12 tàu chiến tới Haiti vào năm 1838. Lần này thì số tiền mua độc lập đã được giảm xuống 90 triệu franc, nhưng chính phủ Haiti lại một lần nữa bị ép phải nhận các khoản tiền vay từ Pháp để trả số nợ trên. Bên cạnh đó, đảo quốc này còn phải vay nặng lãi từ các ngân hàng của Hoa Kỳ và Đức để trả nợ cho Pháp. Trước áp lực này, Haiti đã cai trị khu vực phía đông như một thuộc địa. Họ áp thuế cao lên người dân ở đây để có tiền trả bồi thường cho Pháp, và binh sĩ Haiti còn trưng thu lương thực để nuôi quân. Điều đó đã dẫn đến việc người dân phía đông nổi dậy và thành lập Cộng hòa Dominica vào năm 1844. Dù vậy thì Haiti vẫn tiến hành nhiều cuộc chiến tranh lớn để tái kiểm soát phía đông hòn đảo, và phải sau 32 năm thì họ mới từ bỏ tham vọng này. Mất đi phần phía đông của đảo Hispaniola, nền kinh tế của Haiti ngày càng khánh kiệt. Tới năm 1900, tiền trả nợ vẫn chiếm đến 80% ngân sách quốc gia này. Mãi cho đến năm 1947, họ mới thoát khỏi cảnh còng lưng trả nợ, trong khi người dân ở đây nghèo đến mức tuyệt vọng. Theo tờ The New York Times, các khoản thanh toán này đã khiến cho Haiti mất đi phần lớn tiềm năng phát triển, với tổng thiệt hại ít nhất là 21 tỷ đô la. Điều này khiến cho họ liên tiếp gặp bất ổn về chính trị và kinh tế,
cũng như đầu tư rất ít vào cơ sở hạ tầng và giáo dục. Vào năm 2003, chính quyền Haiti yêu cầu Pháp phải đền bù 21 tỷ đô la do đã biến thuộc địa giàu có này trở thành một nước nghèo nhất Tây Bán Cầu. Để đáp lại, Tổng thống Pháp là Jacques Chirac đã cho thành lập một ủy ban để xem xét lại quan hệ giữa Pháp và cựu thuộc địa này của mình. Kết luận của ủy ban này là đòi hỏi bồi thường của chính phủ Haiti không thích đáng cả về mặt lịch sử lẫn pháp lý. Có thể nói, chính sách khai thác thuộc địa triệt để của người Pháp đã để lại cho Haiti một lượng dân số đông đúc và một mảnh đất kiệt quệ, từ đó khiến cho quốc đảo này rơi vào tình trạng nghèo đói, chìm trong bất ổn chính trị và kinh tế, cùng với đó là sự tàn phá của thiên tai và nhân tai. Tại sao thảm họa thiên nhiên thường xảy ra ở Haiti? Trong suốt lịch sử của mình, Haiti đã phải hứng chịu lốc xoáy, bão nhiệt đới, lũ lụt, nạn đói, dịch bệnh và động đất. Trong đó thì trận động đất kinh hoàng vào năm 2010 đã cướp đi sinh mạng của khoảng 300.000 người và làm cho 300.000 người khác bị thương. Tổng cộng có khoảng 3 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi động đất, trong khi dân số nước này vào năm 2010 là chưa đến 10 triệu người. Ngoài ra, còn có 250.000 ngôi nhà và 30.000 tòa nhà thương mại đã bị phá hủy hoặc là hư hại nghiêm trọng. Tổng thiệt hại sau vụ động đất này lên tới 8,5 tỷ đô la, chiếm đến 70% GDP của quốc gia này vào năm 2010. Từ đó cho đến nay, đất nước Haiti vẫn chưa thể phục hồi thực sự, thay vào đó là tình trạng kinh tế kém phát triển và mất an ninh kéo dài. Động đất ở Haiti gây hậu quả nặng nề do nhiều yếu tố kết hợp, bao gồm khu vực thường xuyên xảy ra địa chấn, mật độ dân số cao, lên tới 382 người trên 1 km2 và phần lớn người dân Haiti đang phải sống trong những ngôi nhà tạm, có rất ít cơ sở hạ tầng đủ chắc chắn để chuẩn bị đối phó với thiên tai. Tuy nhiên thì mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn sau khi Liên Hợp Quốc cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới đây nhằm khắc phục hậu quả sau thiên tai. Cụ thể thì các nhân viên người Nepal đã nhiễm dịch tả trước khi được cử đến khu vực Caribe và những người này đã làm dịch bệnh lây lan khi đã không xử lý chất thải trước khi thải ra sông Artibonite, là con sông dài nhất trên đảo Hispaniola. Từ đó, dịch tả đã bùng phát, khiến cho 10.000 người chết và 800.000 người bị nhiễm bệnh. Một trong những nguyên nhân khiến cho dịch bệnh lan rộng, đó chính là Haiti có cơ sở hạ tầng yếu kém và nguồn kinh phí hạn chế. Thậm chí 40% người dân của nước này không được tiếp cận với nguồn nước sạch. Ngoài ra, có gần một nửa trong tổng số bệnh viện của Haiti thiếu nguồn nước uống hoặc là hệ thống vệ sinh. Tệ hơn nữa là nhiều người dân không thể tiếp cận được dịch vụ y tế do tình trạng thiếu nhiên liệu hoặc là các nhóm vũ trang đang kiểm soát các vùng rộng lớn. Nếu không được nhanh chóng điều trị, các bệnh nhân bị mắc bệnh tả có thể tử vong chỉ trong vài giờ. Bên cạnh động đất và dịch bệnh, Haiti còn thường xuyên phải đối mặt với những cơn bão. Đây là bản đồ các cơn bão nhiệt đới và chỗ này chính là Haiti, nơi có mật độ bão dày đặc và mùa bão kéo dài từ tháng 6 cho đến hết tháng 11. Sau 6 năm hứng chịu trận động đất lịch sử, quốc gia này lại một lần nữa phải oằn mình trước siêu bão Matthew khiến cho gần 900 người thiệt mạng, nhiều thành phố bị phá hủy và hàng nghìn ngôi nhà bị chìm trong nước. Thiên tai Haiti được đánh giá là thảm khốc hơn so với nước láng giềng là Cộng hòa Dominica, mà một trong những nguyên nhân chính là vì tình trạng phá rừng. Cách đây hơn 500 năm, khi những người châu Âu lần đầu đặt chân tới vùng đất này, họ đã không khỏi ngạc nhiên là tại sao nó có nhiều rừng đến vậy. Nhưng sau cách mạng Haiti thì chính phủ buộc phải xuất khẩu gỗ trong suốt thế kỷ 19 để trả khoản bồi thường 90 triệu franc cho Pháp. Trong hơn một thế kỷ, số tiền gốc cộng với tiền lãi được trả theo hình thức trả góp bằng gỗ. Dù vậy thì đến năm 1950, rừng vẫn bao phủ khoảng 50% lãnh thổ. Vào nửa sau của thế kỷ 20, đất nước này chìm trong nghèo đói và bất ổn. Đặc biệt là khi cơn bão Hazel quét qua Haiti, nó đã phá hủy khoảng 40% cây cà phê và 50% cây cacao, ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế của quốc đảo này. Mặt khác, do đất nước không có dầu mỏ hay than đá, nên người dân phải sử dụng cây gỗ làm nhiên liệu, từ đó nạn phá rừng tràn lan khắp đất nước. Bên cạnh đó, dân số tăng nhanh và các hoạt động công nghiệp thiếu bền vững đã làm cho tình hình ngày càng tồi tệ hơn. Tới thập niên 1970, Haiti chỉ còn 8% diện tích là rừng và ngày nay, đất nước chỉ còn chưa đến 2% là rừng nguyên sinh. Tác động trực tiếp của nạn phá rừng là xói mòn đất, khi mà ước tính có khoảng 61 km2 lớp đất đã bị cuốn trôi mỗi năm. Hiện tượng này cũng làm hư hại các cơ sở hạ tầng sản xuất khác như là đập, hệ thống thủy lợi, đường xá và hệ sinh thái ven biển. Xói mòn đất cũng làm giảm năng suất của đất, làm hạn hán trầm trọng hơn và cuối cùng là dẫn đến sa mạc hóa. Tất cả đều làm tăng áp lực lên diện tích đất và rừng còn lại. Do mất đi cây cối che phủ, cùng với việc nước chảy xiết hơn vào mùa mưa bão đã gây ra lở đất và ngập lụt, khiến cho cuộc sống của Haiti vốn nghèo khó nay lại càng vất vả trăm bề. Tất cả đã khiến cho đất nước này rơi vào tình trạng bất ổn kéo dài, khác xa so với nước láng giềng là Cộng hòa Dominica.
một hòn đảo, hai số phận. Haiti là quốc gia có lịch sử hào hùng khi đây là đất nước độc lập đầu tiên tại Mỹ Latin sau cuộc cách mạng chống thực dân Pháp. Thế nhưng ngày nay, quốc đảo này lại trở thành điểm nóng trên thế giới với những trận chiến đẫm máu, các thảm họa triền miên và một nền kinh tế nghèo nàn. Ngược lại hoàn toàn, quốc gia láng giềng là Cộng hòa Dominica lại được biết đến như một thiên đường du lịch với những bãi biển tình yêu và những cánh rừng xanh mướt. Tuy cũng có một thời gian dài bất ổn với các chính quyền độc tài và tham nhũng, nhưng nhìn chung thì chính trị của Cộng hòa Dominica sớm được ổn định hơn và không bị cô lập trên trường quốc tế như là Haiti. Với việc phát hiện Nikkel và vàng, thì Dominica đã dùng thu nhập từ công nghiệp khai thác mỏ để đa dạng hóa nền kinh tế, trong khi Haiti cứ loay hoay mãi với các cuộc đảo chính, xung đột và nền kinh tế vẫn dậm chân tại chỗ. Vào năm 2023, GDP đầu người của Haiti chỉ là 2.125 đô la, bằng khoảng 1/5 GDP đầu người của Cộng hòa Dominica là 11.249 đô la. Nghèo đói đã đẩy người Haiti phải bám vào việc khai thác triệt để nguồn tài nguyên rừng, cuối cùng đẩy đất nước tới thảm cảnh mất mùa và lũ lụt. Cộng hòa Dominica cũng không có lịch sử thật sự bình yên, nhưng điều khác biệt lớn nhất với Haiti đó là các chính quyền ở phía đông của đảo Hispaniola quan tâm đến việc bảo vệ môi trường. Bộ luật địa phương đầu tiên về việc hạn chế khai thác gỗ và bảo vệ nguồn nước được thông qua vào năm 1901. Cuối những năm 1920, người dân và chính quyền ở thành phố Santiago đã góp tiền mua đất bên bờ sông Yaque, biến nơi đây trở thành khu bảo tồn thiên nhiên. Sau khi lên nắm quyền, nhà độc tài Rafael Trujillo đã cho thiết lập vườn quốc gia đầu tiên vào năm 1934. Sau đó, các vườn quốc gia tiếp tục được ra đời và mở rộng khi Joaquín Balaguer đắc cử tổng thống vào năm 1966. Ông chuyển lực lượng kiểm lâm từ bộ nông nghiệp sang quân đội để chấm dứt nạn phá rừng, đồng thời tuyên bố khai thác rừng phi pháp là đe dọa an ninh quốc gia. Tiếp theo, ông nhập khẩu khí đốt từ Venezuela và trợ giá cho nhiên liệu này để thay thế hoàn toàn việc chặt phá rừng lấy củi, vốn là nguyên nhân chính dẫn đến sự biến mất của những cánh rừng cuối cùng tại đất nước láng giềng Haiti. Tuy những chính sách môi trường đôi khi quá cực đoan của Joaquín Balaguer đã gây chia rẽ trong xã hội, nhưng các nỗ lực phủ xanh đất nước của ông đã giúp Cộng hòa Dominica trở thành điểm du lịch và nhà xuất khẩu nông nghiệp hàng đầu tại châu Mỹ. Tuy nhiên, quốc gia này vẫn phải đối phó với dòng người tị nạn từ Haiti khi mà đất nước láng giềng liên tục rơi vào bất ổn cả về kinh tế lẫn chính trị. Hiện tại khắc nghiệt cho quốc đảo Haiti. Sau trận động đất thảm khốc, Michel Martelly trở thành Tổng thống Haiti vào năm 2010, và đây lại là khởi đầu cho những ngày tháng thảm họa của quốc đảo nhỏ bé này. Michel Martelly đã bị cáo buộc tham nhũng khi ông này nhận hối lộ tới 2,6 triệu đô la từ Felix Bautista, một doanh nhân và chính trị gia đến từ Cộng hòa Dominica. Đổi lại thì công ty xây dựng của Felix Bautista nhận được hợp đồng giá trị lên tới 200 triệu đô la mà không cần phải tham gia đấu thầu. Vì chi phí sinh hoạt quá cao và nạn tham nhũng tràn lan nên các cuộc biểu tình chống chính phủ đã nổ ra. Và để đối phó với vấn đề trên thì Michel Martelly đã hỗ trợ các băng nhóm vũ trang ở Haiti nhằm khủng bố người dân. Nhưng đứng trước áp lực của dư luận, vị tổng thống này cũng đã phải từ chức và người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016 là Jovenel Moïse. Trong suốt nhiệm kỳ của mình, vị tổng thống này đã nhiều lần không tổ chức các cuộc bầu cử ở cấp địa phương và cấp quốc gia, khiến cho nhiều vị trí trong bộ máy quản trị cấp nhà nước và địa phương bị bỏ trống, trong khi các băng đảng vẫn đang tung hoành ngang dọc với các vụ bắt cóc đòi tiền chuộc và thanh toán đẫm máu ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Điều này khiến cho cuộc sống của người dân Haiti ngày càng trở nên khó khăn. Đúng vào lúc này, dịch bệnh COVID-19 lan rộng khiến cho nạn đói xuất hiện ở Haiti. Vào năm 2021, có đến 4,4 triệu người dân đã gặp phải tình trạng thiếu lương thực, tức là nạn đói đã ảnh hưởng đến hơn 1/3 dân số, gấp đôi so với thời điểm mà Jovenel Moïse bắt đầu nhiệm kỳ. Khả năng tiếp cận với các dịch vụ giáo dục và y tế vốn đã thiếu hụt, nay lại càng bị giảm sút. Tình hình lại càng trở nên hỗn loạn hơn khi mà vào ngày 7 tháng 7 năm 2021, Tổng thống Jovenel Moïse đã bị ám sát tại tư gia. Lúc này thì Thủ tướng Ariel Henry đã trở thành lãnh đạo lâm thời của đất nước. Nhưng tình hình cũng không có mấy cải thiện. Chính phủ của ông Ariel Henry còn bị một số người coi là tham nhũng và bất hợp pháp vì không có tổ chức bầu cử. Tới năm 2023, đã có hơn 8.400 người là nạn nhân của bạo lực băng đảng ở Haiti, trong khi nạn đói thì ngày càng lan rộng. Để trấn áp các băng đảng, thì vào đầu tháng 3 vừa rồi, quyền Tổng thống Ariel Henry đã bay tới Nairobi, thủ đô của Kenya, nhằm hoàn tất thỏa thuận đưa lực lượng gồm 1.000 cảnh sát Kenya về Haiti để giành lại quyền kiểm soát đất nước này từ tay các băng đảng vũ trang. Người ta ước tính rằng hiện có khoảng 200 băng đảng đang hoạt động tại quốc đảo này. Nhưng khi Tổng thống ra nước ngoài, thì các băng đảng đã tranh thủ cơ hội để gây hỗn loạn ở thủ đô. Chúng tấn công vào các cơ sở như là đồn cảnh sát, sân bay quốc tế và sân vận động bóng đá quốc gia.
Vào ngày 3 tháng 3 năm 2024, các băng nhóm có vũ trang đã xông vào nhà tù chính ở thủ đô Port-au-Prince để hỗ trợ cho hơn 3.800 tù nhân trốn thoát, bao gồm cả những kẻ giết người và bắt cóc. Các tay súng được trang bị vũ khí hạng nặng cũng đã phát động một cuộc tấn công mới vào sân bay then chốt của đất nước, đọ súng với cảnh sát và binh lính để ngăn quyền Tổng thống Ariel Henry trở về. Về phần mình, thủ lĩnh băng đảng G9 khét tiếng là Jimmy Cherargie đã tổ chức các cuộc họp báo và tuyên bố rằng nếu Thủ tướng Ariel Henry không từ chức, nếu cộng đồng quốc tế tiếp tục ủng hộ ông ấy, đất nước chúng ta sẽ hướng thẳng đến một cuộc nội chiến dẫn tới diệt chủng. Haiti hoặc trở thành thiên đường, hoặc trở thành địa ngục đối với tất cả chúng ta. Không thể chấp nhận được việc một nhóm nhỏ người giàu sống trong các khách sạn lớn quyết định số phận của những người sống trong khu của tầng lớp lao động. Sau đó 3 ngày, quyền Tổng thống Ariel Henry thông báo từ chức. Tuy nhiên thì tình hình cũng không có mấy cải thiện. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, với tình trạng hỗn loạn ngày càng một gia tăng, thì thi thể nhiều người thiệt mạng do các vụ đụng độ đã xuất hiện trên khắp đường phố Port-au-Prince. Bạo lực cũng đã khiến cho 362.000 người phải di rời đến các khu vực an toàn hơn trong nước. Trong khi đó, tình trạng cướp bóc diễn ra tràn lan tại cảng biển chính của đất nước, khiến cho 300 container hàng hóa cứu trợ không thể tới được tay người dân. Cảng nhiên liệu Verus cũng đang bị các băng đảng phong tỏa, khiến cho tình trạng thiếu điện trở nên nặng nề hơn. Chưa hết, hệ thống y tế sụp đổ và các cuộc tấn công vào bệnh viện của băng nhóm vũ trang càng khiến cho cuộc khủng hoảng nhân đạo càng thêm trầm trọng. Có thể thấy, chính khoản tiền bồi thường khổng lồ phải trả cho Pháp đã khiến cho nền kinh tế của Haiti trở nên suy sụp. Cùng với đó là hàng loạt sai lầm sau khi quốc gia độc lập, khiến cho đất nước ngày càng trở nên nghèo khổ hơn. Tất cả đã biến hòn ngọc của Antilles trở thành quốc gia nghèo nhất Tây bán cầu. Và trên đây là lý do tại sao Haiti lại luôn bất ổn trong một thời gian dài. Nếu muốn chúng mình làm về đề tài nào kế tiếp thì các bạn hãy để lại bình luận bên dưới video này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.